Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng pet để in áo tối màu hiệu quả nhé. Đây thì ví dụ một cái hình như này với một số lượng ít và nhiều màu thì chúng ta in lụa thực sự là rất là khó khăn, phải không ạ? Và tốn rất là nhiều tiền, rất nhiều chi phí. Nếu như số lượng ít chúng ta in, nếu như mỗi màu tính cơ bản nó khoảng 3.000 đồng đi thì cũng đã tốn rất là nhiều tiền rồi, nó khoảng 20.000 rồi đúng không ạ? 20.000. Với lại là chất lượng nó cũng không có được đẹp. Đấy. Chắc chắn là nó không có được đẹp và mịn màng giống như là chúng ta sử dụng pet để in. Đấy. Không sử dụng pet để in. Đó là chưa kể những nơi mà họ in giá cao hơn với một chi tiết lớn thế này thì khoảng độ 4-5.000 trên một màu. Đấy. Còn nếu như về chi tiết logo, in logo nhỏ đấy, logo nhỏ thôi, bằng cái chữ này thôi thì cũng đã tính 3.000, 2.500 một màu rồi. Đấy, thì rõ ràng là với một cái hình này, với một số lượng ít hơn nữa, thì pet đó là sự lựa chọn rất là hoàn hảo cho các bạn. Đây, mình sẽ ép cái này vào, các bạn sẽ thấy chất lượng của nó như thế nào nhé. Chúng ta phải căn chỉnh vị trí nó phù hợp và đẹp nhất để chúng ta in lên hàng này, chúng ta có thể đẹp và bán tết luôn. Đây, bán đồ tết đồ này bán rất là trẻ các bạn ơi. Với nóng thì không được, phải chờ nó nguội nhá. Sau đó cái này ép lại khoảng 3 giây là được đủ. Một khi đã lột được rồi là nó lột được cả thôi. Điểm bóng là chốt là điểm đầu tiên đấy. Đấy, như vậy là chúng ta đã hoàn thành hai cái sản phẩm này. Giả sử cái hình này các bạn nhé, rất là nhiều màu, in rất là lâu, in lụa rất là lâu luôn. Thực sự nếu là in lụa vì các bạn thấy này, độ kể cả đồ trắng rất là tốt, là do cái pet nó là in ở chế độ là tốt nhất. Đấy, một là cái mực của nó là phải mực Mỹ, mực tốt. Hai nữa là cái hàm lượng phun ra từ cái đầu phun của mực trắng nó là phải là đạt được cao khoảng độ 80%. Đấy, như vậy thì nó sẽ rất là trắng luôn, các bạn thấy này. In ra nó rất là trắng, đẹp. Không có cái vấn đề gì phải bàn cãi về về cái chất lượng này cả. Đấy. Nó rất là bền và nó phẳng ngay về áo. Đấy, phẳng ngay về áo và nó mềm hoàn toàn hơn hẳn so với Decan. Trong cái đó chi phí của nó là cũng rất là rẻ luôn. Đấy. In cái hình này mà in lụa mà số lượng ở vài chục cái hoặc là 10 cái, 20 cái thì rất là khó. Chứ nó phải in lên cả hai mấy, 30.000 người ta mới làm được. Đó là chưa kể 3D làm sao mà làm, đúng không? 3D làm sao mà làm với những cái cánh hoa đào này, hoa mai này. Đấy. In tram thì được nhưng mà nó cũng không có để mịn màng như này được và không có tiện lợi. Không tiện lợi cho chúng ta, kể cả trong chữ năm mới là có hai màu này. Đấy. Thì đây sẽ là một giải pháp rất tốt cho các bạn. Trong khi một cái hình này đấy, một cái hình này cỡ này là cũng gần bằng A3 hoặc là A4 tùy, thì nó
chỉ khoảng độ là mười mấy, gần mười mấy ngàn thôi, 17-18 ngàn tùy đấy. Còn các bạn in số lượng nhiều rồi là các bạn cứ về chữ phôi đó, khi cần ép thì ta sẽ ép vào thôi, và không có ép vào sẵn vào áo thì nó rất là bất tiện và gây tồn hàng nhiều, đúng không ạ? Còn cái phôi này chúng ta cứ để nó dùng miết thôi đấy. Rất là rẻ luôn. Còn in số lượng các bạn có thể số lượng nhiều một chút, có thể giảm kích thước xuống một chút để nó chỉ giá thành nó chỉ còn 11 10 11 ngàn đấy, thì nó sẽ rất là hợp lý. 10 11 12 ngàn là rất là hợp lý. Quá đẹp luôn. Và các bạn muốn chưa, nếu các bạn chưa có đơn vị nào cung cấp phôi pet cho các bạn thì liên hệ với bên mình. Bên mình sản xuất pet trực tiếp luôn để cho các bạn in ấn một chất lượng tốt và giá thành nó hợp lý. Đấy. Mình sẽ ép thêm mấy cái. Đây đều là những mẫu đẹp cả. Mình sẽ ép thêm mẫu. Các bạn có thể dùng để ép áo nhỏ đây. Áo nhỏ. Đây. Áo trẻ em, làm áo gia đình cũng tuyệt vời luôn. Đặc biệt là các bạn có thể chạy ép để bán mẫu này, bán được mẫu nào thì ép mẫu ấy. Áo chất liệu gì cũng được và màu sắc gì cũng được các bạn nhé, không phải lo cái gì cả. Đấy, mà chúng ta cứ việc để đó thôi và ép tiếp. Áo nhỏ để trên luôn. Áo trắng này là áo trắng 100% cotton nên là cái việc mà ép nhiệt là không, gần như là không thể, nó rất là mờ và không đẹp. Bây giờ mình sẽ ép bằng dùng test để ép lên luôn nhé. Màu sắc nó xuống sẽ tươi mới và đẹp hơn nhiều so với dùng là so với là chúng ta in chuyển nhiệt. Đúng.
Các bạn cảm nhận là tâm mình cho các bạn xem cái chất lượng in này. Đấy, thấy chưa? Đẹp chưa? Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, thì các bạn có nhu cầu nếu cần pet thì bên cấp bên bên mình sẽ cung cấp giá mềm cho các bạn để giúp cho các bạn làm nhanh và là nó đạt được nhiều cái lợi nhuận nhất và phù hợp nhất nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Có số điện thoại hotline ở trong phần miêu tả với dưới comment nhé.